Thu chào cả nhà. Lời đầu tiên đến với kênh Thu rằng Thu mến chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Hôm nay Thu nhớ nhà, nhớ nhóm, nhớ em Lâm Phạm, nhớ Hai Lúa, nhớ Thánh Khờ, nhớ kênh Du Khỉ Miền Tây, và nhớ cả nhóm Cưa Cây luôn nha cả nhà. Cho nên Thu đi dạo cảnh thành phố bằng đêm, cả nhà cùng đi dạo với Thu nha. Thu lâu rồi Thu cũng không có về nhà, cho nên Thu rất nhớ nhà và nhớ tất cả anh em trong nhóm Cưa Cây. Anh Tùng cùng vợ anh Tùng là chị Chính, cùng các cháu, cùng đồng nghiệp của anh Tùng, anh Văn, anh Dũng, anh Ba, anh Sang, em Hiền, em Út, Út là em Cường. Em nhớ tất cả nhóm. Cho nên vì hoàn cảnh em không đi quay Cưa Cây được, chứ clip của em là quay về Cưa Cây. Nhưng vì con em đang học, cho nên còn một năm cuối nữa là ra trường, em muốn đi làm để cho con em nó học tốt hơn. Và em muốn ở gần con em cho nó có tinh thần lo học. Em cũng mong cả nhà ủng hộ cho em. Em đây là cảnh đêm rất là đẹp nha cả nhà. Em cũng mong rằng cả nhà và ủng hộ em. Em muốn giữ cái kênh YouTube này để khi mà con em ra trường rồi thì em đi quay tiếp cùng với nhóm Cưa Cây. Bây giờ thì tạm thời nếu em đi xem cảnh đêm thì em cho mời cả nhà đi xem với em. Còn em đi thể dục thì cũng mời cả nhà đi thể dục với em. Thể dục là rèn luyện sức khỏe nha cả nhà, rất là tốt. Sáng thì em đi ngang công viên và sẵn em tranh thủ em ghé em thể dục và em xem các anh các chị và các em cùng thể dục, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, rất là tốt, rất là có ích cho sức khỏe nha cả nhà. Đây cả nhà thấy không, hai vợ chồng anh chị đánh cầu rất là đẹp, rất là vui. Nhưng những cái mệt mỏi của mình đến đây nhìn anh chị em cháu thể dục, mình cũng cảm thấy vui lây nữa cả nhà, rất là vui. Và mình cũng rèn luyện sức khỏe luôn. Nơi đây là công viên, còn đây là cảnh đẹp ở cái công viên. Em thấy đẹp quá cho nên máu YouTube của em nó lại nổi lên, yêu cầu em thấy cảnh đẹp là em muốn quay, cho nên em quay cảnh này luôn cho cả nhà xem. Theo em như vậy là đẹp lắm rồi, cả nhà cùng xem. Và cả nhà có hương em thì vô xem nhiều nhiều một chút em cả nhà, để cho em có nhiều lượt xem và kênh của em không bị mắc nha cả nhà. Nếu mà ít lượt xem quá thì YouTube sẽ bỏ kênh của em đó. Cả nhà vào xem ủng hộ giúp em nhé. Một thời gian nữa em sẽ trở về nhóm quay Cưa Cây theo anh Tùng Vô Khỉ quay Cưa Cây cùng cả nhóm. Và đi chung với Hai Lúa,
Cháu An. Dạ Lâm Phạm. Dạ, còn em Thánh Khờ nữa. Thư chồng tới ngày đó trở về cùng với nhóm, rất là vui. Dạ, trong nhóm ai cũng thương Thu hết. Dạ Thu cũng rất là nhớ, nhớ nhóm YouTube, nhớ nhóm cưa cây. Thu rất nhớ mẹ của em Lâm Phạm bị bệnh, Thu cũng không về thăm được vì làm công ty không nghỉ được. Giá lại Thu chạy xe yếu lắm, từ chỗ Thu về tới nhà mấy trăm cây số. Nếu mà đi trong ngày về Thu đi làm không nổi, còn nghỉ thêm một ngày nữa thì công ty không nghỉ được, cho nên Thu không có về. Lâu lắm Thu chưa về nhà. Cả nhà thương Thu và ủng hộ Thu và đăng ký chia sẻ giúp Thu nha, và để lại bình luận phía dưới góp ý cho Thu. Tại vì Thu hồi đó thì Thu không biết, nhưng Thu theo nhóm thì trong nhóm YouTube dạy cho Thu, Thu mới được như ngày hôm nay. Cho nên Thu cũng mong cả nhà bình luận phía dưới dạy cho Thu, cái gì Thu còn sai dạy Thu, Thu sửa chữa cho tốt hơn và tiến bộ hơn nha cả nhà. Cái này là cảnh đêm, Thu thấy đẹp quá. Thu quay cho cả nhà cùng xem với Thu. Nhớ nhà mà ngồi ngắm cảnh gì cũng đỡ nhớ một chút bên cả nhà. Giết thời gian xong rồi thì về ngủ. Cảnh đêm rất là nhộn nhịp và có những ánh đèn mờ ảo rất là đẹp. Nhưng ở thành phố thì người ta ban ngày thì mất đi làm, ban đêm người ta đi sắm đồ hoặc là chở vợ con hoặc cha mẹ anh em đi ăn sum họp, cũng như cả ngày làm việc không có đoàn tụ với gia đình thì chiều về chở cha mẹ anh em cùng đi ăn đảng đoàn tụ ấm cúng gia đình, cho nên giấc tối rất là đông và nhộn nhịp lắm cả nhà. Thành phố đêm rất là nhộn nhịp và rất là đẹp, Thu rất thích nhìn. Một thời gian con Thu ra trường rồi thì Thu trở về quay, Thu chỉ đi quay không còn đi làm nữa, cho nên cả nhà vô xem ủng hộ Thu nha. Thôi tối rồi Thu về ngủ, chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại video sau nhé.